Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin sáng nay có một số nội dung chính sau đây. Thành phố Tân An sơ kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phần tin trong nước, Bộ Y tế khuyến cáo cho trẻ uống đầy đủ vaccine phòng bại liệt. Tin thế giới, vụ tấn công 13 tháng 11 ở Paris, điềm báo ngày tàn của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng đã đến. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Báo cáo tại hội nghị cho biết bằng nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức giúp người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới. Thành phố Tân An đã gặt hái nhiều kết quả đáng khích lệ. Sau 5 năm, thành phố đã huy động tất cả các nguồn vốn từ trái phiếu chính phủ đến vốn tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, nhà xã, đầu tư trên 408 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó có gần 215 tỷ đồng do nhân dân đóng góp. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn không ngừng được đầu tư phát triển, nhất là việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, hệ thống công trình thủy lợi, điện. Hầu hết các công trình đã tương đối hoàn chỉnh, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân. Bộ mặt nông thôn các xã có nhiều đổi thay, thu nhập bình quân đầu người tăng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, hệ thống chính trị ổn định, an ninh được giữ vững. Đến nay, thành phố có 2 trên 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Bình Tâm và An Vĩnh Ngãi. Phấn đấu đến hết năm 2015, thành phố có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Nhân Thành Trung và Lợi Bình Nhân. Với chủ đề hướng dậy biên giới thương yêu, Cục Chính trị, Bộ đội Biên phòng tổ chức hoạt động tiếp sức đến trường cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn hai xã biên giới Mỹ Quý Đông và Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Sau khi mang đến cho các em học sinh nhiều trò chơi vui nhộn, những tiết mục văn nghệ ý nghĩa, các thành viên câu lạc bộ Business đã trao 300 phần quà, mỗi phần gồm tập, cặp sách và dụng cụ học tập trị giá hơn 300.000 đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học của hai xã Mỹ Quý Đông và Mỹ Quý Tây. Đặc biệt, với mong muốn được chia sẻ, câu lạc bộ Business Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 3 triệu đồng và 30 quyển tập. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp trao tặng 2 chiếc xe lăn và 2 suất học bổng, mỗi suất 3 triệu đồng cho hai em học sinh khuyết tật và trao tặng đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây một chiếc laptop. Ngoài ra, từ sự đóng góp của các thành viên, câu lạc bộ Business Thành phố Hồ Chí Minh còn tặng đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây một thư viện cộng đồng trị giá gần 130 triệu đồng, gồm 6.000 đầu sách từ lớp 1 đến lớp 8, 6 bộ máy vi tính cùng các trang thiết bị trong phòng đọc để phục vụ nhân dân tiếp cận với công nghệ thông tin. Lãnh đạo đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bày tỏ lòng tri ân đối với những tấm lòng hậu phương đã tiếp thêm nghị lực để đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Các em học sinh nghèo cũng rất vui mừng khi nhận được những phần quà giúp cho các em được tiếp tục ước mơ đến trường. Chính sự hoạt bát và duyên dáng trong cách quản trò, thầy giáo Trần Văn Trường Sơn, tổng phụ trách đội trường tiểu học Nguyễn Văn Tiến, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, không còn xa lạ gì với các em thiếu nhi trong huyện. Nơi nào có thầy Sơn đến tổ chức các trò chơi hay sinh hoạt thiếu nhi khu dân cư, thì nơi ấy không chỉ thu hút đông đảo các bạn nhỏ mà những bậc phụ huynh cũng muốn được tham gia. Tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Long An với chuyên môn dạy tiểu học năm 1999, thầy giáo Sơn về công tác tại trường cấp 1-2 Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, với vai trò tổng phụ trách đội. Năm 2004, do điều kiện gia đình, thầy Sơn chuyển công tác về trường tiểu học Nguyễn Văn Tiến, xã Mỹ Đệ, huyện Cần Đước cho đến nay. 17 năm làm tổng phụ trách đội, với sự đam mê và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thầy Sơn vừa là người thầy, vừa là người anh gần gũi với các em học sinh. Khi mà mình hoạt động thì sinh hoạt với mấy em thì cảm thấy mấy em thích thú với lại cái sự truyền đạt của mình, rồi mình tạo được những sân chơi bổ ích cho các em học sinh. Rồi qua cái phong trào đó giúp cho các em trưởng thành hơn về trong cái công tác đội, và thì công tác đội cũng phục vụ cái những cái kỹ năng sống cho các em thôi, chứ không có gì lớn lao hết. Ví dụ như là bây giờ mình hướng dẫn cho các em biết cách tự phụ vụ bản thân, biết cách phòng tránh tai nạn thương tích cho chính bản thân mình hướng dẫn các em, rồi các em trang bị cho kỹ năng của mình, rồi mình cảm thấy rất là vui vì mình những cái mà công việc mà mình làm là các em nó phục vụ được cho chính bản thân của các em. Liên đội trường tiểu học Nguyễn Văn Tiến có 454 đội viên,
để giáo dục truyền thống của đất nước. Mỗi năm thầy Sơn tổ chức từ 2 đến 3 đợt cho các em tham quan các khu di tích trong và ngoài huyện. Song song đó, nhiều sáng kiến trong công tác đội được thầy Sơn đưa vào phong trào của trường như mô hình nhi đồng đẹp, đội viên ngoan, trường lớp sạch, mô hình nuôi heo đất hàng năm tiết kiệm trên 18 triệu đồng, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phong trào kế hoạch nhỏ hàng năm trên 1 triệu 500 ngàn đồng, hay mô hình quy ước lớp em, điều em muốn nói. Nổi bật là mô hình nhi đồng ba ngoan được hội đồng đội tỉnh đánh giá cao và nhân rộng trong toàn tỉnh. Dạ, con thầy Sơn thì thường tổ chức cho các con chơi phong trào là nuôi heo đất, kế hoạch nhỏ để giúp các bạn nghèo vượt khó. Con cũng rất thích. Không chỉ hoàn thành tốt công tác tại trường mà thầy Sơn còn là thành viên tích cực trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện, được đồng nghiệp tin yêu, học sinh quý mến. Từ lúc mà thầy Sơn nhận công tác ở trường, thì qua quá trình phấn đấu ở trường thì thầy Sơn thực hiện tốt những kế hoạch của nhà trường đề ra cũng như là hội đồng đội của huyện. Bên cạnh đó thì thầy Sơn tổ chức được nhiều cái phong trào như điển hình là như nuôi heo đất nè, rồi phong trào gây quỹ để hỗ trợ bạn vượt khó. Nói chung là tất cả những hoạt động của thầy Sơn đều thành công và được sự ủng hộ của nhà trường cũng như tập thể giáo viên của nhà trường. Tất cả những cái hoạt động nổi bật mà trọng tâm nhất, mà thầy Sơn quan tâm nhất đó là những học sinh có hoàn cảnh nghèo. Đặc biệt là những hồ sơ nào mà khi mà thầy Sơn tham mưu với nhà trường đều khi đưa về việc ở cấp trên thì đều thành công hết. Và tất cả những hồ sơ đó thì được cấp học bổng. Cái đó là những điểm nổi bật nhất, tham mưu rất là tốt. Với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương, thầy Trần Văn Trường Sơn đạt danh hiệu tổng phụ trách đội giỏi nhiều năm liền, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tổng phụ trách đội giỏi tiêu biểu cấp quốc gia tại Liên quan Giáo viên tổng phụ trách đội giỏi toàn quốc năm 2015 và được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2014-2015. Xin chuyển sang phần tin trong nước. Trước thông tin nước Lào láng giềng phát hiện các ca bệnh bại liệt và tình hình bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân đưa trẻ em trong độ tuổi đến các cơ sở y tế để uống vaccine phòng bệnh bại liệt đầy đủ, đúng theo lịch tiêm chủng. Đặc biệt là tại các tỉnh có nguy cơ cao đang triển khai chiến dịch uống bổ sung vaccine bại liệt. Trên phạm vi toàn quốc, lịch uống vaccine phòng bệnh bại liệt thường xuyên đối với trẻ dưới 1 tuổi là liều thứ nhất khi trẻ 2 tháng tuổi, liều thứ hai khi trẻ 3 tháng tuổi và liều thứ ba khi trẻ 4 tháng tuổi. Cục Y tế Dự phòng nêu rõ bệnh bại liệt là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A trong luật phòng chống bệnh truyền nhiễm do virus bại liệt gây ra. Bệnh lây từ người sang người qua đường tiêu hóa do nhiễm virus bại liệt, chủ yếu có trong nguồn nước, thực phẩm ô nhiễm từ phân của người bệnh hoặc người lành mang virus bại liệt. Bệnh có thể tiến triển nặng, đau cơ dữ dội, cổ cứng, cứng lưng, liệt mềm có thể xảy ra và dẫn tới tử vong. Di chứng liệt thường không hồi phục và gây tàn tật suốt đời. Bệnh bại liệt là bệnh đã có vaccine phòng bệnh và Việt Nam đã đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Nhờ việc triển khai vaccine bại liệt trong chương trình tiêm chủng mở rộng, Việt Nam đã được công nhận thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000 và từ đó đến nay không phát hiện trường hợp bệnh bại liệt quan dại nào. Nhằm thể hiện tình nhân ái, yêu thương với những người bệnh nhân nghèo, giúp họ vơi đi nỗi đau bệnh tật. Thời gian qua, chương trình gắn kết yêu thương của giới văn nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh đã mang lời ca tiếng hát đến những người bệnh tại nhiều bệnh viện trên địa bàn. Đây là lần thứ 14 nhiều nghệ sĩ, ca sĩ tham gia chương trình gắn kết yêu thương, không chỉ mang lời ca, tiếng hát, động viên tinh thần của người bệnh, mà những món quà chan chứa yêu thương, cho dù chỉ là bữa ăn, là một chút tiền nhỏ, nhưng chứa đựng tấm chân tình và nhiệt huyết của người nghệ sĩ đã được chuyển đến các bệnh nhân nghèo. Và bản thân Phượng Loan khi tham gia chương trình này ở đây là của nó rất là vui và rất là xúc động và rất là cảm thấy hân hoan khi mình được làm một cái việc gì đó nho nhỏ để mà góp một phần hoặc là chung tay với cộng đồng để xoa dịu những cái nỗi đau của những người bất hạnh hơn mình. Những món quà được trao cho các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn là niềm động viên lớn đối với người bệnh đang phải điều trị lâu dài, nhất là đối với người bệnh ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa phải về thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Không biết nói gì hơn thì chúng tôi đến đây chữa bệnh.
Các cô, các chú đến đây hát rất hay. Tôi cảm thấy chương trình rất bổ ích cho các bệnh nhân của chúng tôi đã coi như là đến đây đã coi như đã khỏi được một nửa phần bệnh, đã yên chí là khỏi được nửa phần bệnh của mình. Nhiều lần được tổ chức, chương trình gắn kết yêu thương bao gồm các tiết mục văn nghệ, giao lưu, tặng quà của các văn nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần không nhỏ trong việc động viên tinh thần, hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua bệnh tật. Không những thế, việc làm này còn thể hiện tấm lòng của những người nghệ sĩ trước những vất vả khó khăn của những người nghèo, bệnh nặng. Quản lý tổng hợp lưu vực sông Du Gia, Thu Bồn và vùng bờ Đà Nẵng, Quảng Nam, một cách tiếp cận từ đầu nguồn xuống biển là nội dung chính của đối thoại cấp cao do Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế thông qua sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai phối hợp với quỹ Hans Seiden tổ chức tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Theo đánh giá tại đối thoại, lưu vực sông Du Gia, Thu Bồn và vùng bờ biển Quảng Nam, Đà Nẵng là những khu vực có mối quan hệ tương tác với nhau. Tuy nhiên, hệ thống này lại được quản lý một cách biệt lập mà không được thực hiện ở cấp lưu vực, dẫn đến mâu thuẫn giữa các ngành, các lĩnh vực như nước sinh hoạt, thủy điện, tưới tiêu, giao thông thủy, vân vân. Không những thế, mâu thuẫn này còn xảy ra giữa hai địa phương. Vì thế, cần có những hiểu biết và cách tiếp cận tích hợp để lồng ghép việc quản lý lưu vực sông với vùng bờ biển dựa trên mối liên kết sinh thái, thủy văn và kinh tế xã hội. Một trong những cách tiếp cận mà chương trình đối thoại đưa ra là từ đầu nguồn xuống biển. Đây được cho là cách tiếp cận mới bởi hiện nay quản lý tổng hợp vùng bờ và quản lý tổng hợp tài nguyên nước vẫn đang được tiến hành riêng lẻ và chưa có cách thực hành tốt. Trong khi cách tiếp cận này đòi hỏi phải tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành, khuyến khích và thể chế hóa sự tham gia của các bên liên quan và cộng đồng trong phạm vi lưu vực và vùng bờ biển. Cái cách tiếp cận này nó chú ý là xử lý từ đầu nguồn. Trong quan hệ từ lưu vực đới vào biển thì lưu vực sông chính là cái nguồn, một cái không gian nguồn gây ra những tác động xấu xuống dưới. Thế thì lâu nay chúng ta cố gắng tập trung vào quản lý ở vùng ven biển cũng như ngoài biển, nhưng mà trên kia nó như cái đầu đường ống, phải không ạ? Những cái tác động xấu nó cứ từ lưu vực nó đổ ra biển. Vậy thì cái tiếp cận từ đầu nguồn xuống biển mới này ấy, là nó chú trọng đến điều chỉnh hành vi của chính cái hoạt động phát triển trên lưu vực để làm sao giảm thiểu các cái tác động xuống dưới. Việt Nam có hơn 100 cái lưu vực sông đổ ra biển. Nếu chúng ta không nghiên cứu cái tác động này thì chắc chắn rằng không thể nói đến cái quản lý và phát triển bền vững cái vùng bờ được. Cho nên tôi đánh giá rất cao cái ý nghĩa của cái hội thảo bàn tròn hôm nay về nghiên cứu cái quản lý tổng hợp các cái lưu vực sông có tính đến yếu tố tương tác với vùng biển ven bờ, mà đặc biệt là với cái cách tiếp cận mới từ đầu nguồn đến biển. Với mong muốn triển khai thí điểm việc quản lý tổng hợp lưu vực sông Du Gia, Thu Bồn và vùng bờ biển Quảng Nam, Đà Nẵng, cách tiếp cận từ đầu nguồn xuống biển, các đại biểu tham gia đối thoại cũng đã đưa ra những khuyến nghị và đề xuất các giải pháp tiến tới quản lý tổng hợp hai thực thể địa lý quan trọng này, đồng thời thảo luận mô hình thể chế và cơ chế quản lý, kiểm soát, giải quyết tranh chấp giữa các ngành sử dụng nguồn tài nguyên nước trên lưu vực và các tác động xấu xuống vùng bờ biển.